Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh âm thanh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đọc các thông số kỹ thuật của loa. Mình sẽ lựa chọn cho các bạn hai dòng loa, thứ nhất là Acti và một dòng loa Bassy. Để cái thông số kỹ thuật cho nó chính xác thì mình sẽ lựa chọn một website ở châu Âu. Thì cái website ở châu Âu này có tên là Thomann.de, các bạn nhìn ở trên màn hình của mình ha. Thì Thomann.de là một trong những website mà châu Âu người ta sử dụng và các nước người ta sử dụng ở trên này để người ta đưa ra một cái gọi là đánh giá hoặc là thông số kỹ thuật, để người ta đưa ra những cái thương hiệu loa các bạn, những cái thương hiệu mà nó rất là phổ thông trên thế giới. Ở đây mình sẽ bắt đầu với ANT Redfire 12. ANT Redfire 12 này là thương hiệu của Ý, cùng hệ thống công ty với là công ty RCF và công ty DB Technology. Thì ở đây là ANT, AN là nó thuộc phân khúc phổ thông hơn, giá nó dễ chịu hơn các bạn, nhưng mà sao vẫn là theo tiêu chuẩn của châu Âu. Việc đọc thông số kỹ thuật giúp cho các bạn lựa chọn đúng dòng loa và giúp cho các bạn lựa chọn đúng công năng của loa, ứng dụng các loa nó vào môi trường thích hợp. Mình điển hình như là mình sẽ có rất là nhiều cái môi trường để lắp đặt âm thanh, ví dụ như là môi trường hệ thống PA, hệ thống âm thanh công cộng, siêu thị, shopping, nhà ga, hội trường, trung tâm hội nghị, giảng dạy, nhà thờ, rồi biểu diễn ở quy mô nhỏ, biểu diễn ở quy mô acoustic, ở biểu diễn ở quán bar, ở những cái quy mô biểu diễn là nhà hàng tiệc cưới. Đấy, mình mà nói ra là chắc rất nhiều. Thì mỗi loa nó sẽ có những cái thông số kỹ thuật của nó và cái sound chuyên biệt của nó để đáp ứng cho mỗi cái nhu cầu khác nhau. Đấy, thì khi mà các bạn đọc thông số kỹ thuật thì mình biết cách để mình, thứ nhất là mình mua đúng cái loa để mình ứng dụng vào cái môi trường đó, mà nó sẽ không bị lỗi hoặc là mà nó sẽ mang được cái hiệu suất tốt cho mình. Tùy cái nhu cầu của mình các bạn ha, và cái nhu cầu sử dụng của mỗi người nữa, cái tính tinh gọn của mỗi người nữa, thì nó sẽ đưa ra kết quả. Đấy, thì cũng căn cứ vào thông số kỹ thuật hết. Đây, để các bạn chờ đợi lâu, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu với ANT Redfire 12. Rồi, ở đây là loa Acti Highway. Thì Acti thì mình biết rồi ha, cái danh từ này phổ thông rồi. Thì nó là loa kèm công suất. Component là các thành phần của nó, các điều kiện thành phần của nó là bao gồm là bass 12 in, void call của nó là 1.5. Bass woofer này á, thì nó không nói rõ về lõi ferrite hoặc là lõi neodymium, nhưng mà về cơ bản là dòng này thì nếu mà ở những cái dòng mà phân khúc mà ở tầm này thì nó sẽ lõi ferrite. Thật ra là lõi ferrite sử dụng cũng khá phổ thông hiện nay. Đa số một số những dòng loa mà phổ thông mà các bạn biết từ xưa tới giờ thì đa số dùng cái chất liệu đó. Ở đây nó sẽ là một in compressor driver. Thì nước ngoài người ta dùng các thành phần loa phối hợp lại với nhau để tạo ra một đoạn giải tầng, thì người ta sẽ dùng cái này bằng cái từ là driver, những cái danh từ phổ thông đó, có nghĩa là người ta ghép những cái hệ thống loa lại với nhau để tạo một đoạn giải tầng âm thanh hoàn chỉnh. Thì ở đây là người ta muốn nói cho mình biết đó, là người ta đang dùng cái driver compression. Nó là giống như là thay vì nó là full thì giờ nó compress lại đó, thì là trap đó các bạn. Thì nó sẽ là loa trap của nó là một in void call đó, chép nó cũng cỡ một in thôi, cỡ này. Rồi, cái chất liệu, nhưng mà ở đây nó không nói rõ chất liệu. Nếu mà một in ở chất liệu ferrite khác và một in ở chất liệu neodymium là khác nha các bạn. Neodymium thì cái độ mạnh nó giống như là cái độ
từ tính của 500 rất là mạnh. Từ tính 500 mạnh á, thì cái độ kháng trở rất là lớn, thì nó tuy nó nhỏ nhưng mà về cơ bản là nó sẽ giúp cho các làm mình ổn định và hạn chế rủi ro. Thì để đạt được tối ưu hóa cái này, tới đây các bạn đọc tới đây thì các bạn cần phải lên website của hãng và vô sâu hơn nữa. Thì giờ bây giờ mình chỉ hướng dẫn đọc cơ bản thôi ha, bao gồm hai band filter. Rồi, hai band filter là bao gồm hai cái band để chỉnh bass chép đó. Ở đây nó có power 800, nhưng mà ở đây nó có tại sao ở đây nó có peak 400 AMS. AMS là được được gọi là căn bậc 2 của một cái công suất có khả năng đánh cao nhất. Căn bậc 2 có nghĩa là thay vì người ta nói là cái loa đó quýnh 800W đi, thì bây giờ người ta sẽ nói là nó là 400W thôi, trung bình nó 400W. Thì ở cái trung bình 400W này là cơ sở để mình lựa chọn cái loa. Ví dụ như là giờ nó yêu cầu một cái loa biểu diễn, một cái loa nhỏ nhỏ của mình, ví dụ như các bạn thấy hiện nay một số loa kẹo kéo hoặc có khoảng 80W thôi, nó đã quýnh ầm xì đùng rồi, quýnh rất là mạnh thôi. Cái đó là cái loa phổ thông để giúp các bạn nhìn nhận ra. Một cái loa portable hiện nay người ta sản xuất cũng là tầm 120, là những loa kéo 200-300W thì cỡ đó. Nhưng ở đây cái công suất trung bình của nó đạt là 400W, thì các bạn hiểu rằng là ở ở giá trị trung bình của nó là 400W. Như vậy thì mình biết là cái loa này bình thường hay nó đã 400W là rất là mạnh rồi. Đấy, mình nghĩ cái loa này 800W cũng đúng và 400W cũng đúng. Rồi nhân cơ hội này thì mình cũng giải thích chữ AMS. AMS là công suất nhưng mà có dao động trong một thời gian chu kỳ. AMS được tính thời gian trong tập. Thì hồi nãy mình nói đó là căn bậc 2 thì nó sẽ có dao động trong khoảng thời gian. Các bạn ha, trong khoảng thời gian thì nó sẽ chia ra cho các bạn biết rằng đó, có những cái chu kỳ nó dao động rất là thấp, khoảng thời gian dao động rất là thấp, có những cái chu kỳ dao động nó dài và nó cao. Thì trong một khoảng thời gian bao gồm tất cả các tần số bass, tất cả các tần số loa thể hiện, thì người ta sẽ chia nó làm đôi đó, vậy thì nó mới có cái danh từ là AMS. Công suất của mình nó không thể hiểu như là các bạn hiểu như là công suất của một cái motor hoặc là một cái máy lạnh hoặc là một cái bóng đèn, là công suất cố định. Nhưng mà để mình giải thích rõ hơn nữa là cái loa của mình nó là có cái sự dao động và nhiều tần số, quan trọng là các bạn cấp tần số cho nó nào, có nghĩa là ở cái signal của nó bao gồm tất cả những cái dao động signal như thế nào thì nó khuếch đại lên, thì nó còn phụ thuộc vào cái nguồn cấp đó nữa. Thì cái chu kỳ dao động của một tần số âm thanh nào lúc nào nó cũng có một cái thời gian cả, thì người ta mới quy định nó là công suất AMS, chứ người ta không nói là công suất cố định, bật lên cái là tiêu hao năng lượng kiểu đó liền, là không có chuyện đó. Có nghĩa là nó có thể là tiêu hao thấp hơn và có thể tiêu hao cao hơn, ở cái ngưỡng là tối đa của nó là 800W thì nó sẽ sinh ra cái chữ AMS ở đây đó. Chứ không phải là nó để power 400 thì mình không hiểu nổi là 400 kiểu gì, tại vì công suất nó đâu có cố định. Có lúc các bạn mở nhỏ xíu thôi, có các bạn mở cực đỉnh thì người ta sẽ cho các bạn giá trị trung bình để các bạn cảm nhận được nó là công suất như vậy. Đó là cái từ của AMS rồi. Trong công suất thì nó chia ra nhiều loại lắm, nhưng mà trong công suất âm thanh thì bắt buộc phải là AMS các bạn ha. Rồi, cái thuật ngữ này á là nó hiện nay nó sử dụng nhiều hơn, những cái thuật ngữ trong âm thanh chuyên nghiệp thì nó sử dụng nhiều hơn, nhưng mà trong âm thanh gia đình á thì người ta không cần thiết để đọc những cái thông số AMS này. Tại vì sao? Người ta cố định tại trong gia đình của mình, mở một, ở đối với người nước ngoài á, người ta một cái hệ thống loa nghe nhạc thì người ta hiểu ở trong gia đình người ta xài bao nhiêu, cường độ bao nhiêu, cái độ nghỉ ngơi của người ta là bao nhiêu, thì người ta đã có những cái quy định, ví dụ như dB nó nhỏ để làm cho giúp là người ta mở nhỏ thôi. Thì cái loa của mình nó đã nghe rất là tốt rồi, ở trong cái khoảng thời gian ở trong một cái dB đó nó người ta nghe rất là tốt, nhỏ đầy âm. Đó là những cái loa gia đình người ta không có phải mở lớn, thì những cái thông số AMS hay những số peak hay power này người ta sẽ không để trên loa gia đình. Các bạn lưu ý điều này ha. Thì đối với một cái loa ACTI thì nó mang cái tính ứng dụng hơn, mang tính biểu diễn hơn, thì nó sẽ có chỉ số này.
thì ở nếu mà chỉ số Amex này nó quá nhỏ thì các bạn biết là cái loa ACTi đó là nó sẽ không có đáp ứng được những cái quy mô lớn. Nếu mà cái chỉ số Amex này nó lên 500 hoặc lên 1.000 thì nó lại khác. Đó, thì những cái này nó rất là quan trọng. Thì các bạn căn cứ trên cái này ha. Rồi căn cứ là cái là công suất mà có biến thiên. Rồi mình tổng hợp để giúp lại cho các bạn thôi. ATBM là cái gì? Ở trong cái con loa này nó có một cái chia ra làm hai con chip, một con chip khiển cho cái driver jack và một con chip khiển cho driver bus. Có nghĩa là nó là một cái crossover ACTi nằm ở trong cái loa này để giúp cho các bạn biết là nó sẽ chia ra nó khiển ví dụ một tính chất âm thanh vô, nếu mà nó làm cho jack bị lớn quá bị biến dạng thì cái con chip này nó tự động nó cân cân đối ha. Đó, đây là ATBM. Rồi, frequency response. Ở đây là nó cho phép mình là 50 Hz tới 20 kHz, có nghĩa là cái loa này có thể hoạt động trong 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 cái khoảng mà con người có thể nghe được, có nghĩa là tần số âm thanh, có nghĩa là cái dao động âm thanh của nó thể hiện được từ 50 Hz tới 20 kHz. Thì ở trong cái loa này á, các bạn làm âm thanh biểu diễn á, để ý cái vụ này nha. Cái 50, các bạn càng thấy con số 50 thì các bạn càng mừng, càng vui. Tại vì sao? Các bạn thấy con số 50 này á, chứ không phải các bạn thấy 20 Hz chỉ là 20 kí, 20 Hz hoặc là thấp hơn hoặc là gì đó hoặc là nó dưới 50 là các bạn thấy nó sẽ khủng hơn hay hơn, không có chuyện đó. Trong âm thanh sân khấu á, trong âm thanh biểu diễn đó là người ta chỉ cố gắng làm sao làm tần số bass mà mức độ người ta cảm nhận dễ chịu nhất và an toàn nhất. Thì ở những tần số 50 Hz này nó giúp cho cái bass không có quýnh sâu, không quýnh sâu thì các bạn mở lớn nó sẽ không bị rè. Các bạn thấy những cái loa nào ví dụ như là 47 Hz cũng được, 42 Hz cũng được, các bạn cũng tạm chấp nhận được. Mà nếu mà cái loa đó mà nó để thể hiện siêu sâu mà độ lớn nó nhỏ, ở FBL ở đây nó nhỏ, thì các bạn phải biết rằng đó là cái loa đó mình chỉ ứng dụng ở quy mô môi trường nhỏ thôi, không thể nào đem ra những cái quy mô lớn được. Tại vì quy mô lớn cái tần số bass nó sâu quá, nó giúp nó cái loa nó dao động sâu quá thì nó sẽ dễ tổn hại và dễ bị ù, dễ bị rè, và quýnh ở trong nhà nó sẽ góp phần cho bị ồn hơn nữa. Tại vì cái tần số bass ở trong nhà thì nó sẽ bị giữ âm ở trong nhà. Thì như vậy thì các bạn thấy khi mà các bạn lựa loa đó thì tùy cái tính chất. Ví dụ như cái loa này quýnh 50 Hz thì các bạn biết là đem vô nhà mình giảm chút xíu bass nữa thì có thể là ok. Đấy, mà nó sâu quá thì mình đem ở cái mặt giải trí khác ha. Rồi, đó là cái cách thể hiện thông số. FBL của loa này có thể đạt 124 dB. 24 dB cái từ này nó trong nó không phải là độ nhạy. Các bạn có thấy dB hoặc thấy sensitivity các bạn nói là độ nhạy thì chắc chắn là không phải. FBL là khả năng đáp ứng của loa này có thể đạt độ lớn lớn nhất là 124 dB. Các bạn lưu ý chỗ này nha. Mình tiếp xúc với khách hàng gia đình, khách hàng nghe nhạc hoặc một số cái bài viết hiện nay mình đọc ở trên mạng. Nếu mà các bạn không làm kỹ thuật hệ thống, các bạn không trau dồi, các bạn cứ 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 có nghĩa là cứ lật cái từ điển ra coi tiếng Anh nó ghi trong đó nó dịch là gì, các bạn ứng dụng cho âm thanh là sai hết. Tại vì sao? Cái từ kỹ thuật nó sẽ khác với cái từ nghĩa phổ thông. Kỹ thuật thì nó bao gồm những yếu tố cơ bản bên dưới nữa, bên trong nữa. Kỹ thuật xây dựng, các bạn nào làm xây dựng, các bạn nào làm cơ điện hoặc làm điện lạnh, tất cả các cái thì cái tiếng Anh kỹ thuật nó sẽ khác với tiếng Anh phổ thông của mình rất nhiều. Nó sẽ căn cứ nhiều yếu tố và nó sẽ quyết định cái từ đó, cái nghĩa mà dễ hiểu nhất, tối giản nhất là nó là từ gì và ứng dụng kỹ thuật nó ra làm sao. Đấy, thứ nhất là dB là độ lớn, thứ hai SBL là khả năng tối ưu hóa lớn nhất, peak của nó. Thì các bạn phải biết được rằng là khả năng của loa này có thể thực hiện lớn nhất là 124 dB, là tối đa. Vậy thì cái môi trường của mình bây giờ, môi trường của tôi á, là ứng dụng cái loa nó chỉ cần độ lớn vừa phải thôi, chín mấy decibel thôi. Vậy thì các bạn mua cái loa này về các bạn quýnh có tiếng bass quýnh này nọ vô đạt độ lớn thì các bạn thấy nó hoàn toàn yên tâm. Thì mình căn cứ ở đây mình sẽ biết quyết định đó ha.
thì mình sẽ quyết định là mình biết được cái loa mình nó sẽ giới hạn ở thông số kỹ thuật đó. Còn các bạn mua một số cái loa nào ha, mà nó thấy cái dB nó nhỏ, không hẳn là nó dở đâu các bạn. Thật ra người ta có nhu cầu nghe nhỏ, người ta mở nhỏ mà nó đầy đặn tiếng bass, đầy đặn tiếng trap để người ta hưởng thụ, đó là một cái chuyện khác nữa. Cái đó dB lúc đó là khả năng lớn nhất của cái loa đó ở môi trường đó, với số watt đó, với độ giải tầng đó, giải tầng 20 kHz thì nó đạt ở cường độ đó, cường độ lớn như vậy. Thì cái loa gia đình thì nó không có cái SBL, loa gia đình thì người ta cho biết mình cái mức độ cảm nhận của mình ở một cái mức độ phổ thông là nó là như vậy. Đối với một cái loa high end cũng vậy, một cái loa nghe nhạc chuyên dụng, cái từ high end thì cái từ nó hơi khập khiễng các bạn, nó hơi có một cái gì đó mơ hồ, nhưng mà về cơ bản những cái loa giá trị cao đó, những cái loa nó giá trị cao thì nó cũng sẽ nằm ở trong cái phạm vi này. Này, cái loa này có thể treo, loa này có thể treo treo ngang, hoặc là có thể tay nắm của nó là 36 mm, cái sách của nó lên đó, nói về cái này là ở yếu tố bên ngoài thôi ha, mình chỉ tập trung về các cái thông số kỹ thuật. Quan trọng nhất là cái này các bạn, quan trọng nhất là ba cái từ này: power, peak, frequency và SBL. Ở đây ba cái này nó có ăn nhập với nhau nha các bạn. Rồi ở đây là người ta cho mình biết là người ta sẽ có những cái jack kết nối, line input, adjust stable là giống như là mình có thể điều chỉnh được hai ISL và 6.5 ly jack input, là nó vừa có hai cổng canon và 2.6 ly kết nối, 3.5 ly mini jack có luôn, line out có, platin housing là cái vỏ của loa này sẽ bằng nhựa, dimension là kích thước hay. Rồi quay trọng lượng. Đó là đối với một loa active. Bây giờ mình sẽ qua một loa bassy ha. Loa bassy á các bạn, nó nhập nhằn nó tùy. Nó nhập nhằn ở cái chỗ mình lựa chọn loa phân khúc chuyên nghiệp á, thì mình sẽ đọc ở cái thông số này nè. Đây mình sẽ lựa chọn một cái loa trên trên web của mình ha. Đây mình sẽ lấy một cái loa có model là TRS-KF15. Cái loa này là được hãng phân khúc vô chuyên nghiệp. Phân khúc vô chuyên nghiệp á, nhìn dễ biết lắm các bạn. Các bạn thấy ở đây nè, công suất trung bình có 500W mà không chịu lực tới 1000W lực. Khả năng á, cái độ lớn tối đa của loa này tới 133, thì trên 100 dB thôi, trên 100 dB là loa này nó đã đưa vô phân khúc chuyên nghiệp rồi. Từ 110 dB, 105 là đã biểu diễn âm nhạc cực tốt rồi, là âm thanh đã quá lớn kinh khủng lắm rồi, nhưng mà độ lớn của loa này đạt rất mát, 133 dB, nhìn té xỉu luôn. Độ lớn của loa á, nó không phụ thuộc vô cách mình nhìn nhận đơn giản ở một cái loa chuyên nghiệp, mà nó phụ thuộc vào cái chất liệu, từ tính của những cái driver ở bên trong đó. Như hồi nãy các bạn đọc cái thông số của ANT, người ta đâu nói là cái trap như thế nào đâu. Người ta nói là cái driver là những cái phối về kỹ thuật, chứ component là những cái thành phần của nó. Thì nó phụ thuộc vô những cái yếu tố đó và nó quyết định cái loa trở thành chuyên nghiệp hay không. Chất liệu của dây con, chất liệu của củ 500 như thế nào, độ mạnh của mỗi củ 500 nó khác nhau. Màng loa, độ cứng của màng loa, màng nhện, tất cả mọi thứ, người ta sẽ đưa lên những quyết định để người ta sản xuất ra những cái dòng loa nó mang tính chuyên nghiệp. Nhưng mà ở đây, đối với một cái loa công suất nó 500W mà chịu lực đến 1000W thì các bạn phải hiểu được rằng á, là ví dụ các bạn lấy cái loa này rất là an toàn. An toàn là sao? Ví dụ như giờ các bạn ở 400-500W là các bạn đã đánh được nhạc sống rồi. Như hồi nãy mình chia sẻ một cái loa kẹo kéo, các bạn hiện nay các bạn mua ở trên thị trường nó chỉ 800 tới 100 mấy W thôi, mà nó đã, các bạn cứ hình dung như vậy là dễ hình dung nhất. Một cái loa array ở sau lưng của mình nè, khoảng tầm 300W đổ lại, 250 tới 300W là người ta đã ứng dụng, nhưng mà nó sẽ kéo nhiều cái nhỏ lại thì nó sẽ ra được một cái tổng thể, một cái số lượng watt lớn. Thì đó là nó là như vậy. Nhưng đối với một loa chuyên nghiệp, nó sẽ có cái chịu lực tối đa. Cái chịu lực tối đa nó được biểu thị là khi mà các bạn đánh ở ngưỡng tới ngưỡng 300W, 500W thì các bạn có ép, có chỉnh,
các bạn gọi là có một cái gì đó mà mình cần ép nó, mình cần nó quy mô nó lớn hơn, mình cần trong gia cái cục cục nhiều nhạc cụ, nhiều cái bổ sung vô, thì có phải là cái dao động của cái loa đó nó sẽ ra dao động nhiều hơn bình thường không? Các bạn dễ hình dung ha, có nghĩa là với một tiếng nói thì là nó khác, với một cái đàn organ nó khác, nhưng mà các bạn đưa cho nhiều nhạc cụ không, nhiều cái loại trống rồi nhiều đó với nhau thì cái loa đó phải xử lý nhiều tín hiệu âm thanh hơn, tốn hao công suất nhiều hơn. Thì đối với một cái loa công nghiệp, khi mà người ta nó tốn hao công suất lên tới một cái cường độ đó, nó vẫn ổn định cho các bạn. Còn đối với một cái loa mà bán chuyên á, thì khi các bạn ứng dụng trong gia, ứng dụng cái mà nó không có cái thông số chịu lực tối đa này, thì các bạn sẽ không bao giờ các bạn nắm được cái chính xác, tại khi mà nó khả năng chịu lực tối đa nó quá thấp, thì khi các bạn đưa các tần số vô, đưa nhiều cái tính chất nhạc cụ vô thì loa nó chịu không nổi, thì dễ rất là rè đó. Thì nhân có một lưu ý là đối với loa chuyên nghiệp thì những người làm hệ thống, những người làm kỹ thuật hệ thống, người ta đã nhìn cái thông số này để người ta giúp cho người ta an toàn hơn các bạn, để giúp cho người ta hiểu là cái loa này rất là an toàn. Thực ra một cái loa phân khúc chuyên nghiệp nó cũng rất là mắc tiền, tại vì người ta sẽ suy nghĩ tất cả về chất liệu, suy nghĩ tất cả những cái yếu tố để người ta sản xuất ra nó, thì nó sẽ rất là mắc tiền. Nhưng mà ở cái quy mô sử dụng đơn giản thì sao? Mình quay lại cái quy mô sử dụng đơn giản đối với gia đình của mình, hoặc đối với một cái quán cà phê, nó chỉ là một cái loa nào đó không cần nhiều hiệu suất, không cần nhiều nhạc cụ, nó chỉ cần độ lớn làm sao mà đáp ứng được cái không gian đó, độ dày âm thanh và độ dày tần đáp ứng được đó, cái thì các bạn không thể nào các bạn lựa trên đến một cái điểm peak tối đa như vậy, quá lớn như vậy, như vậy là rất là phí tiền và mắc tiền mà không phù hợp với nhu cầu tài chính của mình nữa. Thì cái này đối với Baxi thôi là nó đã như vậy rồi đó, còn nếu mà các bạn lấy ST nó càng mắc hơn nữa. Thì đó là cái cách đọc thông số cơ bản của hai loại loa. Nó còn có một loại loa gọi là cột, mình sẽ không biết ở đây mình có lời xấu không. Loa cột á, thì hoặc là loa âm trần, các bạn thấy loa cột ở đây á, frequency reborn nó có 90 90 18 kg, có nghĩa là loa này nó sẽ yêu cầu là các bạn loa cột thì không có bass, thì yêu cầu các bạn phải ứng dụng crossover vô để các bạn chặt bass, hoặc là phải dùng EQ HBF nó đó. Căn cứ trên trên các yếu tố này mà loa cột thì nó bao gồm tất cả những cái loa mic tần số cao, thì 10 cái loa tần số cao giống như loa array từng mảng vậy đó, thì nhiều mảng lại với nhau thì tạo ra độ dày của frequency đó, của tính chất âm nhạc đó. Đấy, thì đối với loa cột nó cũng vậy, nó nhỏ thôi nhưng mà khi đem vô phòng nó bởi vì nhiều cái loa nhỏ như vậy thì nó sẽ sinh, nó sẽ làm cho cái frequency, cái tần số tiếng nói, tần số của nhạc cụ nó rất là rõ. Nhưng với điều kiện các bạn nhìn cái thông số kỹ thuật ở đây 90 18 kg, 90 18 kg, thì các bạn sẽ biết rằng cái loa này cần phải ứng dụng kỹ thuật đó mới khai thác được cái loa đó. Có nghĩa là nó thấp nhất là 90 mà các bạn để cho nó lọt tiếng bass vô, lọt 55 hoặc lọt cái, có thể là loa này mở lớn là cháy ha. Rồi khả năng đáp ứng của loa này là các bạn để ý nha, trên website của mình là ghi là khả năng đáp ứng chứ không có ghi là độ nhạy hay là cái gì hết á. Độ nhạy là các bạn lật cái từ điển ra, các bạn dịch theo nghĩa của tiếng Anh, nhạy là nhạy cái gì. Khả năng của loa đó đáp ứng ở mức độ thấp nhất, cao nhất phụ thuộc cái công suất đó. Khả năng đáp ứng loa đó ở trong một cái điều kiện môi trường là 180W ở tần số đó. Đó là thông số cập kỹ thuật mà giúp các bạn đọc và nhận ra, và mình biết được à cái loa mình ứng dụng cái gì, làm cái gì. Đấy. Rồi, đó là tổng hợp của việc đọc thông số kỹ thuật của loa. Hy vọng là mình chia sẻ với các bạn một thông tin phổ thông, nhưng thật ra là cái càng chuyên sâu vô hệ thống càng lớn thì người ta bắt buộc phải lật catalog ra đọc, chứ không ai đọc những cái thông số này. Cơ bản là giúp cho những cái vấn đề nhìn nhận cơ bản ban đầu ha. Còn các bạn nào làm chuyên sâu hơn, các bạn là những nhà thiết kế âm thanh, hoặc là những cái công ty lắp đặt âm thanh, thì các bạn sẽ cần phải đọc catalog rất nhiều để biết được chính xác là nhà sản xuất người ta phân khúc cái loa đó như thế nào. Đấy, như thế nào, và mình ứng dụng cho nó đúng.
để thứ nhất là khai thác được tính chất của âm thanh, tránh sự cảm tính và sự chủ quan. Tại khi khi mà mình nói cảm tính nó là mất đi giá trị hay của cái loa đó. Đấy, tự nhiên một cái thương hiệu ở trên thế giới rất là nhiều người chơi, có người chơi cái này, người chơi cái kia, nhưng mà mỗi cái loa nó có một cái ứng dụng, thì căn cứ trên những cái ứng dụng này, căn cứ vào các hồ sơ mình đọc thì mình sẽ đưa ra cái giá trị ứng dụng. Thì các bạn hình dung đi, nhạc thì cũng có nhiều thể loại nhạc, có những người chơi nhạc rất là nhẹ, có những người chơi rất là mạnh, có những người là chơi nhạc jazz, có những người chơi nhạc blues, có những người chơi country, có những người chơi rock, có những người chơi guitar thôi, có những người hát karaoke. Thì chứ mình quy nó về một mối và lựa chọn cái loa dựa trên thương hiệu và giá tiền, hoặc là những cái gì đó lớn 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 nhất các bạn lựa chọn, là nó chắc chắn các bạn thứ nhất là phí tiền và nó không có đúng cái công năng của mình. Vì vậy cái việc đọc thông số kỹ thuật giúp cho các bạn một phần nào đó, các bạn sẽ giữ lại được, các bạn có một cái sự yên tâm và các bạn đưa ra cái định hướng cho mình cho nó phù hợp hơn với cái nhu cầu của mình. Đấy, ha, mình biết là 100W như thế nào, 200W như thế nào. Một cái loa âm trần các bạn thấy không, nó chỉ có 6W thôi mà nó đã quýnh rất là tốt rồi. 10W, huống gì các bạn hình dung là các bạn mua một cái loa 400-500W, thậm chí mình thấy lên mạng một số bạn cái men cắn ngang quá. Không hiểu sao đâu thông số ở đâu ra, mình cũng không biết luôn. Thì đó là như vậy. Mình muốn biết được cái loa đó mình có thể coi ở ở website Thomann, hoặc nếu mà mình cập nhật cho các bạn ở trên website mình được á thì mình sẽ cập nhật cho các bạn. Còn các bạn cần thông số kỹ thuật gì cứ lên những website châu Âu tiêu chuẩn quốc tế để mình tham khảo, chứ không nên tham khảo theo những cái vấn đề về cảm tính. Đấy, đó đó là cái yếu tố mà clip mình cũng muốn chia sẻ với các bạn. Thực ra làm cái clip này cũng mình cũng suy nghĩ cũng lâu rồi, thì hôm dịch mình định làm cái clip này rồi, nhưng mà bởi vì là phải nói như thế nào dễ hiểu nhất, nói như thế nào để nó trọn ý nhất, thì hy vọng là cái clip này mình cũng đã tập hợp được rồi. Nếu mà có thông tin nào đó bị sai sót thì hy vọng là mình sẽ có dịp mình trao đổi, rồi các bạn sẽ tìm hiểu thêm trên Google ha. Bây giờ thế giới internet quá đã rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.